Như vậy là các YouTuber, TikToker kể từ ngày hôm nay chính thức thất nghiệp, vì thầy Minh Tuệ đã mất tích bí ẩn lúc 3 giờ sáng theo lời kể của người dân, tức ngày 3 tháng 6 hôm nay, thầy đã lặng lẽ rời khỏi đoàn tu hành và tăng đoàn cũng chính thức giải tán ai về nhà đó. Đây đúng là một sự tạm kết thúc thật hợp lý của thầy Minh Tuệ. Thầy không thể để tình trạng mất an ninh trật tự kéo dài trên quốc lộ thầy càng không thể để các youtuber bất chấp câu view kiếm tiền mà làm ảnh hưởng đến con đường hạnh nguyện của một bậc chân tu, vì việc tu tập của thầy không thể giống như showbiz. Theo dõi thầy trong thời gian qua, đặc biệt những ngày gần đây, nhìn thầy quá mệt mỏi bởi dòng người mỗi lúc một đông, bên cạnh là các youtuber cùng với sự hiếu kỳ của nhiều người, làm ảnh hưởng rất lớn đến sự nghỉ ngơi lúc thầy ngồi thiền tịnh tâm tu học, có lẽ trong những ngày này. Thầy Minh Tuệ đã tìm phương án giải thoát đám đông và các youtuber để thầy có thể tự tách tăng đoàn đi ẩn cư một nơi yên tịnh nào đó để tu tập theo phát nguyện của thầy có thể nói những gì thầy minh tuệ đã làm được là quá tuyệt vời vì nhờ có thầy mà đại chúng phật tử đã sáng mắt trước những kẻ ma tăng đội lớp nhà tu hơn nữa thầy minh tuệ còn cho chúng ta tìm thấy được đâu là cuộc sống chân thiện mỹ khi mọi người trong chúng ta sẽ bớt tham sân si vì tiền tài của cải vật chất cũng chỉ là phương tiện để sống trên cõi tạm này Đừng đặt nặng nó trên thân xác và trí óc của mình rồi trở thành kẻ nô lệ của nó. Sẽ là rất tuyệt vời nếu ai đó muốn thoát ra khỏi áp lực cuộc sống, giảm cân, thanh lọc cơ thể, tinh thần, thử trải nghiệm tu hành khổ hạnh như thầy Minh Tuệ một đến 2 tuần. Không nhất thiết phải chân đất, đầu trần, ngủ ngồi, chỉ cần đi bộ, không điện thoại và mang theo thật ít tiền đủ để ăn uống qua ngày. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại những bước chân bộ hành tu tập của sư Minh Tuệ khi vượt qua được ải nạn. Có lẽ rất nhiều người trong chúng ta có chung tâm trạng lo lắng, và đặt câu hỏi liệu rằng sư Minh Tuệ có vượt qua được ải nạn khủng khiếp do con người lao nhau, nhiễu loạn mang đến hay không? Ải nạn mà cách đây gần một tháng, mọi người chia sẻ do chính con người phàm tục mang đến từ sự tung hô và phỉ báng sẽ còn tiếp tục kéo dài. Ải nạn này vô cùng khắc nghiệt, và nghiệt ngã lớn hơn cả những nghịch cảnh của thiên nhiên mà sư đã vượt qua hơn 6 năm bộ hành. Chứng kiến bây giờ có đến hơn 50 người xuống tóc bước chân theo sư, có người đã ngã xuống và mãi mãi đi xa vì kiệt sức và sức ép đang đẩy đến tột đỉnh, nhưng cho đến hiện, tại sư vẫn đang bất động bằng phép thuật mà sư từng phát biểu công khai, đó là giữ vững năm giới nhưng vấn đề đặt ra, nếu bước chân đến Nha Trang và quyết định lên núi ẩn tu như bao năm qua, thì những con người đi theo sẽ như thế nào? Nếu cùng đi chắc chắn con người phạm tục sẽ không buông tha, và tìm mọi cách để tìm ra cho bằng được nơi chỗ của sư ẩn tu, đặc biệt bây giờ lên núi ẩn tu, và khi xuống núi khất thực sẽ có con người đeo bám. Có lẽ bây giờ chúng ta chờ đợi một quyết định trí tuệ từ sư vào thời điểm ẩn tu, tôi sẽ chia sẻ vấn đề này sau. Việc tu tập giải thoát ở thời đại này rất khắc nghiệt, và khác với thời kỳ Phật còn tại thế, vì sự lan truyền nhanh chóng nhiễu loạn của phương tiện truyền thông và sự u mê mù quáng của con người do đạo phật bị bẻ cong vì các mục đích tà đạo của những ma tăng khoác trên mình chiếc áo tu điều đáng mừng trong thời gian qua phía chính quyền đang ủng hộ con đường của sư minh tuệ nhưng tương lai thế nào thì không thể nói trước sư minh tuệ đã thành phật chưa với cá nhân tôi thì sư đã vượt hẳn trên xa cấp bậc của người phàm tục và trong trái tim suy nghĩ của hàng vạn con người yêu mến cung kính sư đã là một ông phật hiệu ứng mà sư mang lại bằng lòng kiên định phi phàm từ lòng từ bi của mình nếu hiểu sâu xa về đạo phật thì khi một con người giác ngộ thành phật cũng sẽ có nhiều cấp bậc khác nhau việt nam có nhiều bậc tu hành đã đạt được giác ngộ và trí tuệ uyên thâm nhưng hiệu ứng bao rộng ra phạm vi trong và ngoài nước có lẽ là sư minh tuệ ngay tại thời điểm này tôi chỉ có thể chia sẻ đến vậy và một lòng hướng nguyện sư thích minh tuệ sẽ vượt qua được ải nạn khủng khiếp này có một điều mà có thể nhiều người không tin và cho rằng mê tín, đó là con người tu hành đúng chánh pháp, hoặc người của nhà Phật họ có một nguồn năng lượng đặc biệt, và năng lượng này sẽ bị hao mòn, bị ảnh hưởng vì phải trao đi cho chúng sinh nhưng qua thời gian sẽ được hồi phục. Chúng ta cùng nhìn lại hình ảnh sư thích minh tuệ buông bỏ tất cả, những hư hảo của thế gian trở về bản chất tính không của nhà Phật, không vật chất, không luyến ái, không tham, sân, si vân vân chỉ còn lại tình thương để độc bước một mình trên mọi nẻo đường đất nước mới đẹp làm sao